Bí mật về huyền thoại tình báo giả gái nổi tiếng ở Sài Gòn Trải qua quá trình tu luyện, năm tháng thực sự hóa thân thành một cô gái có dáng đi yểu điệu để thâm nhập vào đội nữ thám báo thiên Nga Phượng Hoàng. Dù sống giữa bảy lang sói, nhưng nhờ sự tinh nhạy và khôn ngoan, cô gái Huỳnh Thị Thanh, tên gọi khi giả gái của năm tháng, đã hoàn thành tốt mọi chỉ thị của cấp trên, giúp nhiều cán bộ cách mạng của ta thoát khỏi nanh vuốt của quân thủ trở thành một nữ tham báo từ khi cải trang thành nữ giới năm tháng ngày ngày đi buôn thúng bán bưng từ vàm nước trong đến bến rửa cháy ít ai ngờ rằng người con gái đang mang trên mình một nhiệm vụ tối mật đó là phải trà trộn được vào tổ chức của nữ thám báo thiên nga phượng hoàng thiên nga phượng hoàng là một tổ chức tình báo được chính quyền việt nam cộng hòa thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám dưới sự cố vấn của CIA Mỹ. Nhiệm vụ của Thiên Nga là xâm nhập vào các cơ sở cách mạng của ta, sau đó thu thập thông tin và tìm cách giết hại các chiến sĩ. Thành viên của biệt đội chân dài này được tuyển chọn rất khắt khe. Người chúng tuyển phải là những thiếu nữ trong độ tuổi từ 18 đến 25, có ngoại hình đẹp, giao tiếp giỏi và khôn khéo. Sau quá trình sát hạch, các chị em được thu nạp vào Thiên Nga Phượng Hoàng. Trước khi thực hiện nhiệm vụ họ sẽ được cử đi học ở các khóa tình báo tại trường tình báo Trung ương ở Sài Gòn. Tổ chức Thiên Nga hoạt động hết sức tinh vi, chúng thường cài nhiều tình báo mật thám vào các cơ sở cách mạng. Đặc biệt, để dễ bề trà trộn, đội quân gián điệp này còn được chia làm hai ban. Ban Nam do Trung úy Mười Dâu khét tiếng ác ôn phụ trách và ban Nữ do Sáu Dung, em vợ của Mười Dâu đứng đầu. Trong thời gian hoạt động, từ năm 1968 đến 1971, chúng đã dùng tiền bạc để mua chuộc nhiều người làm gián điệp, gây không ít thiệt hại cho quân ta. Về phần năm thắng, khi đã hóa thân thành nữ nhi, nhờ tại ăn nói khéo léo, nàng nhanh chóng tiếp cận được với những người liên quan đến biệt đội Thiên Nga. Khi cô Thanh còn cố tình đi lạc đường, đâm thẳng tận vào sào huyệt của bọn gián điệp, rồi giả vờ đi nhầm đường để tìm cách bắt chuyện làm quen. Hàng ngày năm thanh, căn cước mang tên Huỳnh Thị Thanh, mật danh là F5. Người thường xuyên giao bán bánh trước nhà mười dâu. Cô gái xinh xắn, nói năng nhẹ nhàng, có vóc dáng cân đối, đã lọt vào mắt danh của Nam Mỹ, vợ của mười dâu. Nam Mỹ thường xuyên mua bánh dừa, nên Nam Thanh nhanh chóng tiếp cận với người phụ nữ này. Mỗi lần đi bán bánh qua nhà mười dâu, Nam Thanh lại ghé vào thì thầm chị em với nam mỹ ông năm tháng kể mỗi khi cặp vợ chồng của mười dâu tôi luôn tỏ ra thân thiết tôi kể lể với nam mỹ là do hoàn cảnh gia đình nghèo gặp thời buổi kiếm tiền khó lại ghét cách mạng nên tôi trốn lên đây buôn bán tôi giả bộ cần tiền đặng nuôi gia đình nên nhờ chị nam mỹ tìm việc làm có lương ở trong chính quyền không ngờ nghe tôi nói xong nam mỹ liền gật đầu đồng ý và bảo Em bán bánh được bao nhiêu đồng Chị sẽ nói chuyện với chồng chị Và đứa em gái Cho em gia nhập đội thiên Nga Lương lậu, hậu hĩnh và nhàn hạ Thế nhưng không hổ danh Là vợ của trùng thiên Nga Nằm Mỹ ra điều kiện cho cô gái Là phải có 7 cây vàng Để lo lót một tấm giấy chứng nhận là thám báo Để chiến sĩ tình báo bồi hồi nhớ lại Khi ấy tổ chức cách mạng của ta Còn rất khó khăn Gia đình tôi cũng quá nghèo nên má tôi phải chạy vậy mượn hàng xóm mới đủ được ngân ấy để lo cho vào Thiên Nga. Khi đã nhận tiền, Nam Mỹ vui vẻ dẫn cô Thanh qua gặp Sáu Dung. Đây vốn không phải là lần đầu tiên phụ trách ban nữ của Thiên Nga gặp cô gái này. Trước đó Sáu Dung đã lưu tâm tới cô Nam Thanh, cao giáo, xinh xắn, hoạt bát, đi bán hàng rong. À đã bí mật cho người xác minh lai lịch của cô rất kỹ Nên khi thấy chị gái giới thiệu cô F5 Sáu Dung nhận lời ngay Nhờ các cán bộ cách mạng Lo lý lịch của tôi chu toàn Và kín kẽ Nên không chỉ Sáu Dung Mà cả tên Trung úy Mười Dâu Cũng không phát hiện được điều gì nghi vấn Ông Năm tháng kể lại Ngày 1 tháng 1 Năm 1971 Cô Huỳnh Thị Thanh chính thức Được gia nhập tổ chức Nữ thám báo Thiên Nga Phượng Hoàng khi vừa tròn 18 tuổi. Ở trong biệt nội này, cô Thanh được giao nhiệm vụ theo dõi tin tức ở vùng nước trong và một số địa bàn ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cầy, dưới vỏ bọc của một cô gái bán bánh dừa. Trong thời gian hoạt động thắm báo ở Tiên Nga Phượng Hoàng, Nam Thanh đã gặp nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, không chỉ cảnh sát, mật thám, mà ngay cả tên trung úy mười dâu cũng từng thèm thuồng kiểu nữ này. Hắn liên tục dù nghề đẹp đi xem phim, đi chơi để tìm cách ve vãn. Nhiều lần, mười dâu còn có ý định sàm sỡ, đòi ngủ với F5, nhưng cô đều khéo léo từ chối. Nhờ sự khôn khéo, Nam Thanh dần lấy được lòng sáu dung. Cô luôn cận kề người phụ trách ban nữ như một vệ sĩ riêng. F5 được sáu dung nâng đỡ, bao bọc và kết nghĩa chị em trong tất cả các thành viên của tổ chức, Nam Thanh được coi là nữ thám báo nhanh nhẹn và đáng tin cậy nhất của thiên Nga ở Mọc Cầy. Tuy nhiên, vừa để đảm bảo sự tin cậy, vừa che giấu được thân phận, F5 luôn ý thức được rằng mọi hành động phải hết sức cẩn trọng, bởi sống giữa hang hùm chỉ cần sơ hở là bị phát hiện và bị thủ tiêu bất kỳ lúc nào. Dù đã được tiêm thuốc làm giảm nam tính, giọng nói cũng đã được thay đổi. Nhưng khổ nỗi, dâu vẫn mọc ra. May mắn là các thành viên của Thiên Nga đều có một phòng sinh hoạt riêng, nên cứ tối đến là tôi phải nhổ hết dâu. Đến sớm mai, ra liền lại là không thấy vết nhổ. Năm tháng kể về bí quyết giả gái. Khi đã được cấp thẻ thám báo, Năm Thắng luôn hoàn thành tốt công việc của tổ chức gia phó. Nhiệm vụ của Năm Thắng và các thành viên trong biệt đội Thiên Nga là sáng ra phải có mặt tại trụ sở báo cáo tình hình tin tức hoạt động của Việt Cộng, lên kế hoạch đối phó và nhận lệnh cấp trên. Sau đó lại trở về công việc thường nhật. Ngày ngày, F5 được giao nhiệm vụ đội lốt thiếu nữ gánh hàng rong, đi lại ở trong xã Định Thủy và để mắt tới Việt Cộng. Để tạo dựng lòng tin, F5 đã phối hợp cùng với đồng chí Đặng Tấn Phong, nguyên thiếu tá công an tỉnh Bến Tre, có cơ sở chủ động chỉ điểm nhưng phải đảm bảo sự chính xác để lấy lòng tổ chức. nhớ là ai những tháng năm hoạt động trong ngang hùm, ông Nam Thắng cười xòa. Tôi phải cố gắng để mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch đã bàn với đồng chí Phong. Tôi báo với Sáu Dung địa điểm phục kích của Việt cộng. Có hôm tôi báo tin có quân du kích phục ở mé đồn. Sáng hôm sau bọn chúng cho quân kiểm tra và thấy có nhiều vết chân của du kích mai phục. Từ đó mười dâu và sáu dung hoàn toàn tin tưởng tôi. Suốt 5 năm, năm hoạt động trong thiên Nga, điều khiến ông nhớ mãi là chiến công xuất sắc khi phát hiện được hai tên thám báo nằm vùng nguy hiểm của địch. Vào năm 1973, Nguyễn Văn Tư, tức Tư Một, thuộc Tổ chức Cảnh sát Đặc biệt Bến Tre và Phạm Văn Hương, nhân viên tình báo tiểu khu Mỏ Cầy, đã lập công với thiên Nga khi giúp tổ chức này bắt giữ được nhiều chiến sĩ cách mạng vào một lần đi chơi sáu dung tiết lộ với năm thắng có hai năm thám báo bên ban của anh mười dâu lập công lớn nên được thưởng rất hậu hĩnh nhờ có hai anh này chúng ta tiêu diệt được bốn tên việt cộng bởi vậy bên ban nữ cần phải cố gắng hơn nữa để được cấp trên khen thưởng nghe vậy năm thắng như mở cờ trong bụng cô liền tì tê chị ơi em rất khâm phục anh tư và anh hương hai anh ấy giỏi thật Chị cho tụi em được gặp hai anh Để học hỏi kinh nghiệm Mà bộ chắc hai anh đẹp trai lắm Giới thiệu cho ban nữ nha chị Sáu Nghe người em kết nghĩa trình bày nguyện vọng Sáu Dung không chút nghi ngờ Đã đồng ý đưa Nam Thắng Sang ban Nam Để học hỏi bí kíp chỉ điểm Chỉ trong một thời gian ngắn F5 đã có trong tay Hai tấm hình của Tư Một Và Phạm Văn Hương Đồng thời cô cũng nắm được thông tin chính xác địa điểm chúng thường hoạt động bí mật gửi về cho tổ chức của ta để nhận diện. Ngay sau đó, hai tên thám báo đã bị tiêu diệt. Những ngày sau, Năm Thắng đã giúp tổ chức cách mạng nhận ra kẻ chiêu hồi ba đăng. Sau khi đầu hàng giặc, tên này tự nguyện làm chỉ điểm cho thiên Nga. Nhưng rồi, ba đăng cũng có chung số phận như những tên phản gián khác. Cuối cùng, hắn đã bị cách mạng trừ khử. Một thời gian sau, đi bán bánh ở đâu cô thanh cũng nghe người dân bàn tán về việc mấy tên chỉ điểm bị cách mạng trừng trị vờ như không biết năm tháng chỉ hỏi bưng cua, rồi quay thúng đi rong ruổi trên những nẻo đường mà trong lòng thì vui như chảy hội ít ai ngờ rằng cô kiểu nữ với gánh hàng rong chính là người lập công xuất sắc tiêu diệt bọn phạt quốc cuộc chạy trốn với lời cầu hôn của quý tử sau nửa năm lăn lộn, năm tháng đã lột xác từ cậu thanh niên làm lũ thành kiều nữ xinh đẹp, lấy tên mới là Huỳnh Thị Thanh. Tuy nhiên cũng từ đây, không chỉ riêng cô Thanh, mà ngay cả bà mẹ Trương Thị Tránh cũng phải hứng chịu nhiều đau búa của dư luận khi có đứa con theo Mỹ làm phản gián. Có lần một đám lính của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã tràn vào nhà, hàng xóm để bắt hết gà vịt. Thấy hành động ngang nhiên cướp của giữa ban ngày của lũ đầu trâu mặt ngựa, người nhà này lên tiếng kháng cự những kẻ hống hách đã quay sang đánh đập gia chủ đúng lúc đó cô Thành đi bán hàng về qua thấy có người bị đánh đập nên chạy vào bênh vực nhìn cô gái đang tuổi xuân thì xinh đẹp lại phận liệu yếu đào tư một tên trong đám lính hất hàm con nhỏ này là việt cộng hay sao mà to gan tụi tao thịt luôn cả mày bây giờ biết không thể nói lý lẽ xuông nam Thành đã đưa thẻ chứng nhận mình là thành viên nữ thám báo thiên Nga Và không quên đe dọa Tao là Việt Cộng Chạy đi mà báo với chỉ huy của bọn mày Có biết anh Mười Dâu là ai không Tao mà mét anh ấy Là tụi bay liệu hồn đó Nghe vậy đám lính quẻ ngơ ngác nhìn nhau Rồi cầm lấy tấm tẻ biệt đội thiên Nga Đi xác minh Lát sau cả đám vội quay lại Dối rút xin Chị Nam Thanh thả tứ. Nhưng khi bọn lính sợ quá Chạy mất hút Nam Thanh quay lại thì nhận được tiếng mỉa mai của người hàng xóm tao tưởng mày tốt bụng hóa ra để làm chó săn cho giặc những ngày sau nam thanh đi đâu cũng bị người ta khinh bỉ chê bai mắng chửi thậm tệ không tiếc lời nhớ lại những năm tháng bị hàm oan năm tháng bùi ngùi tôi thì không bao giờ nhưng thương nhất là má tôi có hôm đi chợ mua được bó rau đang tính trả tiền thì người bán giật ngay bó rau và nói ta để cho chó heo ăn còn hơn bán cho loại phản nước hại dân nghe người bán hàng chửi mắng má tôi như chết lặng không nói lên lời suốt chặng đường về bà chỉ biết lấy vạt áo lặng lẽ lau dòng nước mắt nhiều lần phải nghe những lời nói nặng nề bà cũng rất đau khổ nhưng hơn ai hết bà tránh hiệu rõ nhiệm vụ mà cách mạng năm tháng đang hoạt động còn quan trọng hơn cả danh dự của một đời người Hai mẹ con bà không hề trách cứ những lời chửi bới của hàng xóm, kiên trì chịu đựng để vượt qua. Khi cô em vợ Sáu Dung ngỏ ý muốn đưa Nam Thanh qua bên Nam để học hỏi kinh nghiệm của hai tên nội gián là Tư Một và Phạm Văn Hương, mười dâu không hề nấn ná mà gật đầu ngay. Từ lúc Nam Thanh vào hoạt động cho thiên Nga, mười dâu đã để ý tới cô gái, ưa nhìn, có nước da trắng ngần, nhan sắc nổi trội ngặt nỗi Nam Thanh là chỗ thân thiết với Sáu Dung và vợ hắn nên mười dâu dù có muốn được ở cạnh người đẹp cũng phải e rè Kiều nữ Nam Thanh được cử sang ban nam tên trùng ý háo sắc và ham mê nhục dục mừng chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo ngoài mười dâu còn có tư nghệ đội điều tra xét hỏi của ty cảnh sát là bạn chung chiến hảo với gã cũng phải điêu đứng trước nhan sắc của mỹ nữ F5 để có cơ hội gần gũi mời dâu và tư nghệ thường rủ dê nàng Khi thì đi xem phim Cà phê tán dóc Hay vào khách sạn tâm sự Dù thế tất cả lời mời mọc Của hai tên háo sắc Đều bị người đẹp khước từ khéo léo Nhưng tránh vỏ dưa Thì lại gặp vỏ dừa Câu nói ấy dường như đã ứng nghiệm Vào chàng trai giả gái này Chỉ sau ngày lần gặp đầu tiên Lộc, con trai tình trường Phạm Trí Kim kiêm tiểu khu trưởng Kiến Hòa, Bến Tre đã bị đốn ngã trước cô gái duyên dáng Huỳnh Thị Thanh. Lộc vốn là công tử con nhà bề thế, nổi tiếng ăn chơi và bạo ngược trong vùng. Trong một lần gặp gỡ ở buổi họp thành viên biệt đội tình báo, Lộc đã cảm mến và thầm thương trộm nhớ cô Nam Thanh. Dù bản thân vẫn còn nặng lòng với người đẹp, nhưng khi biết cậu ấm con trai tỉnh trưởng Kim, có lòng tương tư Nam Thanh, cả mười dâu và tư nghệ đã trở thành kẻ mai mối bất đắc dĩ. Biết rằng nếu dù năm thanh rõ ràng sẽ bị từ chối, tư nghệ đành ngọt nhạt nảy nỉ. Thanh, Thanh đi ra bờ hồ Trúc Giang uống cà phê một chút, rồi anh nói chuyện này nghe. Khi người đẹp tới chỗ hẹn, sau một hồi ấp úng, tư nghệ mới đi vào câu chuyện. Thanh, anh mời em đi cine mấy lần, không phải để tán tỉnh em đâu, mà để gặp anh Lộc nó thầm yêu trộm nhớ em lâu nó muốn xin cưới em làm vợ vừa nghe lời cầu hôn cô gái huỳnh thị thanh như chết đứng vì sợ lỗ thân phận biết đã gặp rắc rối dù trong lòng rất hoang mang nam thanh vẫn cố trấn tĩnh nếu mình không chấp nhận lời cầu hôn thì làm sao hành động được còn mình đồng ý thì làm sao có thể làm vợ nó được cô cố gắng trấn tĩnh trả lời em cũng có phước lắm mới được anh Lộc để ý. Em bằng lòng làm vợ anh ấy đi. Một mặt đồng ý, Nam Thành cũng tìm cách báo cáo với tổ chức để nắm tình hình trước tình huống có một không hai này. Sợ thân phận của Nam Thanh bị bại lộ, tổ chức đã cử người đẹp quay lại Thiên Nga để xem xét. Khi biết rõ thân phận vẫn chưa bị phát hiện, Nam Thanh nửa mừng nửa lo vì mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng đồng thời Cô cũng chịu bó tay trước nguy cơ phải lấy tên Lộc làm chồng. Nắm bắt tình hình đó, Nam Thanh đành báo cáo tổ chức xin rút lui khỏi vị trí F5 để chuyển sang khu vực Đông Nam Bộ hoạt động. May thay, đúng vào thời điểm này, toàn miền Nam đang sụp sôi, phát động chiến dịch Hồ Chí Minh và chuyện cầu hôn bị xếp sang một bên. Nhớ lại kỷ niệm Bi Hải, ông Thắng cười tươi. May lúc đó, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng bọn chúng lo chạy thoát tân nên quên luôn chuyện cưới xin nếu không thì sau năm năm giả gái để thâm nhập vào tiên nga năm thắng đã sống trong vỏ bọc mỹ nữ và thoát được nhiều thế bí để đảm bảo an toàn tính mạng ngày đất nước toàn thắng năm thắng đã sống trong vỏ bọc mỹ nữ và thoát được nhiều thế bí để đảm bảo an toàn tính mạng ngày đất nước toàn thắng Năm tháng trở lại về sống bên bà mẹ già yếu, nhưng cũng từ đây, cô gái F năm dường như vẫn còn luẩn quẩn với kiếp hồng nhan truân chuyên Trở về với đời thường, với hai bàn tay trắng, cuộc sống của ông trôi qua êm đềm bên những tán lá dừa sơ sắc cùng người mẹ già yếu. Suốt năm năm hoạt động trong đội thám báo Thiên nga Phượng Hoàng, với vỏ bọc là một cô gái sắc nước hương trời. Nam Thắng chưa bao giờ để lộ giới tính thật của mình. Hòa bình lập lại cũng là lúc ông ước ao được trở lại bình thường như bao người đàn ông khác. Buổi chiều bảng làng trong căn nhà khang trang cạnh con suối nhỏ, mỹ nữ nằm Thắng năm xưa bồi hồi kể. Lúc trích học môn giảm nam tính để tra trộn vào lòng địch, tôi đã nghĩ mình chẳng còn cơ hội làm đàn ông nữa. Nhớ lại năm ấy, khi Hoàng Bình lập lại, và nhiệm vụ cũng kết thúc, tôi hết sức hoang mang, tự nhủ trước vị bác sĩ tên châu đã giúp mình làm đàn bà, thì nay chắc cũng ông ấy sẽ giúp mình được trở lại làm đàn ông. nghĩ rồi năm tháng cất công tìm gặp vị bác sĩ nọ, nghe hết tâm sự của năm tháng, bác sĩ châu đã đồng ý giúp đỡ. liền một tháng trời sau đó, năm tháng phải lưu lại nhà bác sĩ châu, cắn răng chịu đựng những cơn đau do phản ứng phụ từ các loại thuốc hỗ trợ. Bên cạnh thuốc uống, bác sĩ còn tiêm cho tôi 4 mũi tiêm. Đến giờ, tôi vẫn không biết được thứ thuốc từ bốn ống tiêm đó thành phần như thế nào. Nhưng điều kỳ diệu là khi tiêm xong mũi thứ tư, tôi đã lột xác và trở thành đúng giới tính thật của mình. Ông năm tháng hồ hỏi kệ. Món nợ phấn son coi như đã được trả, nhưng cuộc sống chật vật, đói nghèo cứ dài dẳng Bám lấy người đàn ông cần mẫn Dù trải qua đủ thứ nghề Từ làm thuê quốc mướn Đến hót phân bò Ông vẫn chẳng kiếm được đủ tiền Lo ba bữa cơm Lo thuốc men cho bản thân và mẹ già Nhìn những cây dừa trơ gốc Già cằn cỗi Năm tháng chỉ biết thở dài, cam chịu Đầu năm 1976 Tôi lấy vợ Dĩ nhiên cô ấy không biết chuyện Tôi từng giả gái trước đây Gia cảnh vốn đã nghèo mạt nay lại thêm năm đứa con nối tiếp nhau ra đời khiến nỗi lo miếng cơm mạnh áo càng thêm áp lực nhiều đêm chăn trở tôi thầm nghĩ đời mình đã khổ vì chiến tranh loạn lạc giờ hòa bình mình phải nghĩ cách cho các con được hưởng sung sướng nghĩ vậy tôi bàn với vợ rời quê hương đi chỗ khác lập nghiệp năm tháng bồi hồi kể lại gần chục năm tha hương xoay sở đủ thứ nghề năm tháng nghèo vẫn hoàn nghèo. Giữa lúc cuộc sống bấp bênh chật vật, vợ ông không chịu nổi nên lặng lặng ẵm đứa con út bỏ nhà ra đi. Không còn cách nào khác, năm tháng đành gửi ba đứa con lớn cho người quen chăm sóc hộ. Bản thân ông ẵm đứa con 7 tuổi lặn lội sang tận Campuchia để mưu sinh. Tại Campuchia, ông tìm đến xóm người Việt sinh sống bên kia cầu Sài Gòn ở thủ đô Nông Penh để mưu sinh. Mỗi sáng sớm, Nam Thắng lại thức dậy nhỏ bột làm bánh bò đem đi bán. Thời gian sau này, nhờ người quen giới thiệu, một chủ tiệm bánh mì tốt bụng đã nhận ông vào làm việc. Hết giờ làm ở tiệm, ông lại tranh thủ đi bán bánh dạo. Đôi bàn chân của người tình báo năm xưa nay lại chai lì nơi xứ người. Những mong cuộc sống để đổi khác. Vậy nhưng, chuyện đời không đơn giản như vậy. Lúc bấy giờ, tình hình xã hội Campuchia bất ổn hai cha con ông lại dắt díu nhau quay về Kiên Giang để tìm kế sinh nhai. Vậy là sau hơn 10 năm tha hương cầu thực, năm tháng trở về với con số không trọn chỉnh. Về lại quê hương đồng khởi với hai bàn tay trắng, năm tháng chẳng có gì ngoài ý chí vượt lên số phận. Nhờ một người thân giới thiệu, ông đã lên vùng kinh tế mới ở rừng Mã Đà, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Năm 1995, ông khăn gói đến vùng đất hứa miền Đông với vốn liếng ban đầu là một vạt dãy mượn của người thân. Sau đó năm tháng mượn thêm 2 ha đất của Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom Cũ, nay là xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Kiểu, tỉnh Đồng Nai, để chăn nuôi và trồng trọt. Sinh ra ở trốn miệt vườn, từ nhỏ tới lớn chỉ quen nghề, nhào nặn bột mì. Nay phải cầm lấy chiếc cuốc, cái dựa để khai khẩn đất hoang, giữa miền sơn cước, rừng thiêng nước độc của mã đà. Ông phải chịu nỗi cơ cực Không thể nào kể xiết Năm tháng bùi ngồi Lúc đó tôi chỉ cần có chút hy vọng Thay đổi cuộc sống nghèo khổ Là gật đầu ngay Không ngờ đó là quyết định đúng đắn nhất Cởi nghiệp với đôi bàn tay trắng Năm tháng bắt tay vào làm dãy mì Dưa hấu khoai lang Và cây ăn trái Dần dà từ số tiền dành dụm Sau những vụ mùa Ông đã mua thêm được đất Tổng cộng là 14HA và phát triển theo mô hình trang trại PAC. Đến năm 2001, ông mở công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Vinh, tạo công an việc làm cho nhiều người địa phương và trở thành tỷ phú ở núi rừng Trị An. Ngồi trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông ngoài 60, gương mặt phúc hậu, nước da trở nên đen sạm. Những điệu bộ nhì nữ thời còn hóa thân trong đội thiên Nga Phượng Hoàng, người ta phải tinh ý lắm mới nhận ra được. Đó là những lúc say mê kể chuyện, năm tháng lại khoa tay múa chân một cách nhẹ nhàng và mềm mại. Sau tiếng cười sảng khoái, năm tháng hài hước ví von. Năm năm học, những thao tác yếu điệu giờ thành thói quen, muốn sửa cũng khó. Vì những hành động, động tác này nên hòa bình trở lại. Nhiều người nghi ngờ về giới tính của tôi. Chỉ đến khi tôi cưới vợ, sinh một lèo năm đứa con, thì người ta mới hết bản tán. Giống như lục tiểu linh đồng, quen với vai Tôn Ngộ Không ở trong phim Tây Du Ký. Giờ đây, f năm Huỳnh Thị Thanh của đội thám báo Thiên Hoa Phượng Hoàng đã thành tỷ phú, sở hữu một trang trại trên 20 h đất, 7 ha mặt ao nuôi cá và khoảng 200 tấn heo xuất chuồng mỗi năm. Thành công giàu có, nhưng ông không bao giờ quên những năm tháng khốn khó cơ cực của đời mình. Bởi vậy, các phong trào giúp đỡ người nghèo ở địa phương không bao giờ vắng bóng Cô tình báo F5 ngày ấy